Hello, chào mừng cô chú chị và các bạn đã quay trở lại video theo kênh Út Phương Vlog nha. Hôm nay tôi ghé lại chỗ bán của má nuôi ở hẻm 245 đường Trần Quý, quận 11. Chia sẻ một vài hình ảnh ở chỗ bán của má nuôi hôm nay cho cô chú chị mình xem nha. Này, má nuôi bán mì gà tiềm, heo kho. Bên này có nhận đặt chè trôi nước luôn nè cô chú chị. Đó. Đây, hôm nay bán mì gà tiềm, heo kho nha. Đây, cái nồi bán ít thôi, sớm cái nồi nước lèo này không? 10 trái táo. Hậu dịch tiền. Vô đi anh, chạy vô đi. Lại. 10 trái táo. 10 trái táo. Nó ăn nấu đen mà. Táo đỏ. Táo đỏ khô nha cả nhà. Này có gà có vịt luôn. Có gà có vịt có mè. Đây có mì, hủ tiếu, bánh phở, bún gạo. Món nào cũng được nha cô chú chị. Thầy qua quay cái tủ đồ ăn của chú chị xem. Cái này thao này gà nha, cái này gà. Mè. Ủa ngay có nồi gì vậy má? Cái này. Giò heo kho hả? Ăn gì hủ tiếu hả? Hủ tiếu giò heo. Này bán hai món ha. Này giò heo kho. Đây cái nào giò heo này nha cô chú chị. Bán phụ theo thôi cũng ít hơn này, nhưng mà này chủ yếu là bán mì vịt tiềm, gà tiềm. Nhìn giống cái nồi bò kho quá ha. Nồi này giống nồi bò kho ghê. Ở dưới bàn còn ai không hả? Đây bán gà lúc nào cũng nhiều. Nhiều hơn vịt. Thích ăn gà hơn. Gà không mà không thấy vịt vậy má. Vịt cắt vô thao rồi, bữa nay đây vịt hết rồi. À vịt ở dưới cắt vô thao rồi. Vịt ở dưới cái thao đỏ này nha cô chú chị. Có vịt nữa. Đây nhiêu tô đi. Vịt để riêng hả? Không có, không có, cứ làm đây mì vịt thấy mè mà. Này cũng 30 ngàn thôi hả má? Cái này à, cái này 45. 45. Ăn gì vậy? Bún đi. Bún gà. À, lấy gà. Lấy gà cho cháu tổ. Gà. Cho nó thêm chân. Thêm chân cho tí. Cái nồi hấp dẫn. Thơm quá chừng. Chú lấy đó không chú. Nó có huyết nữa kìa. Huyết dịch. Má để cái đùi vịt nha má, chút để ăn nha má. Đã bán hết. Mới vừa ra mà hết gì. Mới vừa ra hả? Lát rồi vô ào ào. Vô ào ào. Tại vì nay vịt nó ít hơn gà. Đúng rồi, bữa nay đây vịt cực nhiều quá, làm cực lắm. Ờ, làm cực, làm vịt cực hơn gà hả? Để dặn trước để chút bữa con ghé quay chỗ kia. Quay xong chút ra ăn hết trơn. Cái tàu à, có cải nữa nè. Giờ 12 giờ, 12 giờ khách vô đông lắm. Đùi gà quá trời luôn. Đùi gà mề. Bên này mề nè. Đùi cánh. Này lắm mà gà chiên. Chiên lên là luộc xong rồi chiên. Chiên cái gà nó mới vàng vậy. Đúng rồi, giò heo. Em đang muốn là giò heo hả em? Ngắm đồng xu.
khách ăn heo kho nè. Cái nồi như nồi cơm, nồi bò kho đó nha. Không có nước thi như nước bò kho. Mà cái này giò heo. Tô bình thường thôi. À, bình thường xa quá, nhiều khi nói không nghe. Tô bình thường thôi. Có bình thường vậy là nhiêu vậy má? 35 ngàn. Dạ dịch cũng vậy ha, 35 ngàn nha các bạn. Rồi còn mang về. Hủ tiếu mì heo kho. Hủ tiếu mì heo đem về. Cô dịch của em mới vô kìa. Bữa giờ ăn giò heo, thịt heo nhiều quá. Trước Phương ăn bún măng vịt ở đây nè. Ăn vịt, mì vịt tiềm á. Này bán mì vịt tiềm. Heo kho. Lấy mắm ba ơi, ba ơi, lấy mắm. Để cái đó lại. Đó là 70 đi. Hôm nay làm heo kho bán kèm thôi cũng ít, thì có chút thấy con thao giò ít tiền em nhiều đó. Cái gà ha. Tô lớn đi. Đây là tô lớn này. Cái chị kia chỉ bộ bán rồi bữa trước khi chị nghỉ lại đây, chị nghỉ chị không có bán. Chị đem tô bán ra cỏ vô. Cô bán gì? Hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì heo kho. Cái này là lạ rồi cho chị, mình chưa ăn. Chiên gà luôn. Ăn hết nha. Ăn hết. Vợ chồng nữa hả? Làm vậy mới đẹp phải không? À, đông khách rồi, có chứ, không? Có mà có hoài à. Gạo đây. Gạo. Dạ. À, YouTube. Có đâu mới thấy vậy? Ờ, Úc Phương. Úc Phương hả? Lên, đúng rồi, lên Úc Phương Vlog là thấy YouTube Úc Phương Vlog. Má, Úc Phương Vlog. Vlog hả? Dạ. Tên gì? Úc Phương Vlog. Úc Phương Vlog. Dạ, coi không? Anh là Úc gì? Úc Phương Vlog. Giờ này còn sớm mà còn bàn trống dễ ngồi. Chú trọng không có chú ngầu. Ngồi bàn chung với khách đó. Ăn quay không được đó nha. Hôm nay đi mấy quán. Tại vì khách đông quá mình ngồi vô. Chỗ đó thì khách không có chỗ, ta ngồi chung với mình không
nhỏ để cái máy quay quay đi. Ôi. Mì gà tìm với tìm. Ở đây tôi chưa biết hết cái menu 7 ngày của chỗ Manui nữa nha cô chú chị. Cứ quay mấy lần à, biết mấy ngày đó thôi. Trước là bánh canh cua, bún ăn gà, vịt hay là mì vịt tiên. Nhà chị thói 15 là 25 đó. Đồ chay thì bán ngày rằm mùng 1 thì bán đồ chay. Múc xe té chưa? Múc rồi. Múc đồ ăn ha. Thôi được, khỏi đây ăn đồ ăn đi. Ăn xe té đủ không no rồi. Xe té nào. Cái khúc đường Trần Quý này từ dưới đường Tôn Quyền á, chạy xuống dưới này quá trời đi bán đồ ăn trưa luôn, 4-5 chỗ. Các bà có gà nè, quay đâu tốt nè, bị gói khô, lấy nước cho con, lấy móng kia, không, lấy móng với mày, nước mặt lên, lấy nước rồi heo, lấy nước trăng con, dạ, hẹn lại luôn, dạ, Bình Tân mà trưa nắng xuống đây mua ha. Bình Tân xuống đây cũng xa cả nha. Hai tô bún mì. Hai anh chị mới vô à. Vô thôi chứ vô là dồn dập. Đùi 55 ăn đùi ngon hơn cô chú chị. Ai mà thích gặm gặm xương thì mua ức đồ, chân đồ. Có bao nhiêu cải nhiều luôn nha. Giờ heo kho vô coi được không muốn. Giờ heo kho có thịt sắc nữa. À, cái thào dưới là vịt nha cả nhà. Vịt ít lắm. Đây tôi thấy vịt thì chắc có được vài con, 3-4 con vịt. Trời gốc tư vịt to quá à. Chút kia gốc tư ăn chắc không hết luôn. Nhỏ hồi nãy nó còn nóng lắm. Kia cái đùi thôi. Có quay bánh canh cua không? Quay rồi. Mì gà. Bữa quay bánh canh cua rồi. Không mà bỏ nó đắt lắm á. Nấm đông cồn. Mì gà. Cái gà, dĩa gà đó của em nha, có một tô. Ủa mời nhiêu vậy? 35 anh. Rồi lấy luôn mời đi. Cái
về về khỏi mấy con rửa. Mày với mẹ. Hai cục mè nha. Hai cục mè. Cho nhiều mì chút nha. Có một mấy mì mềm quá đó. Đi đi vẫn quay quay lại dặn hai cục mè luôn, mì nhiều luôn. Cắt vô nó kìa. Cắt vô đồng rồi đó, bây giờ kiếm chỗ ngồi mới được. Năm người bán đi nha, năm người bán. Bốn mì nhiều. Giò heo. Cô chị này ăn giò heo á. Nghe nè. Đây đây đây. Em chích cha cho chị ăn dạ. Đây là không có được. Để chị nè hả? À, xuống dưới có bàn ngồi dưới cả nhà. Đây Phương kêu má nuôi làm cho Phương một tô mì vịt tiềm nha cô chú anh chị. Ăn đùi nha. Thức ăn đùi này cũng ăn đùi. Phần này có huyết, có thêm một phần mè nè. Mè này kêu thêm 15.000. Đó. Cắt rồi. Mè khá là nhiều ha. Cái đùi này 35.000 với mè 15.000 nữa là 50.000 nha cô chú anh chị. Đó, mè này huyết, huyết này huyết dịch nha. Mè này cải. Đó, cải ngọt. Trụng đùi nè ha. Đó. Với kỳ một chén nước chấm nha. Rồi, ăn thử miếng mè coi cả nha. Hôm trước cũng mới ăn ăn vịt ở đây nhưng mà vịt bún măng vịt chứ không phải là vịt tiềm, này ăn mì vịt tiềm. À, mời cô chú anh chị mình nha, ăn thử miếng mè nha. Mè ngon ghê. Thử miếng nước coi. Nước trong này có nấm đông cô nữa nha, này táo mua không còn con bé mà mua mời mua số cái nước nó thơm không được ngọt lắm mà rất là thơm nha. Nước thơm cực kỳ luôn ha. Cái mùi cái bị nó giống như thuốc bắc luôn chứ. Trộn miếng ớt vô. Nó cay cay mới ngon. Có chanh ớt kêu thêm ly trà đá nữa nè. Không dám bỏ nhiều, có nhiều cay quá. Tử vịt nha. Đây cái nguyên cái đùi. Kêu đùi ăn chở đã nha cả nhà, 35.000 để nguyên không có cắt nha bình thường. Mới nuôi bán là cắt ra nha, tại Phương kêu để nguyên cho Phương ăn nhìn cho quay cho nó đẹp của chú chị mình xem. Khoái ăn đùi vịt, không khoái ăn đùi gà.
gà mà phải là gà ta ăn mới ngon chứ gà công nghiệp ăn không ngon nha. Gà ta thì nó mắc quá, đang mới bán vịt nè. Vịt này không phải, Phương thấy vịt này nó cũng nhỏ chứ không có đến nỗi mà to như vịt quay. Mềm. Tre này chiên quá rồi. Vịt tiềm này ha, bỏ vô cái nước tiềm luộc cho nó chín, xong mà vớt ra chiên cho cái da nó vàng lên nha. Chứ không phải đúng nghĩa là tiềm luôn nha cô chú chị. Có mấy chỗ bán mì vịt tiềm người ta tiềm vịt mà nó mềm ra luôn á, ăn đúng là tiềm luôn, nguyên con không có chiên ăn nó ngon. Đây cũng mấy người bán là chiên lên nè. Ngon, 35 ngàn, quá mềm. Mời cả nhà nha. Rồi, mình nữa mời cả nhà nha. Ngồi đây mà nãy giờ hai ba người mời mua vé số rồi. Tôi thì luôn không có mua vé số, đâu có mua ủng hộ hết chứ. Chơi với nhà nước không có được, mua không bao giờ trúng. Ngon. Nên kêu cái đồ ăn. Còn bình thường cũng 30 rồi. Này cãi rồi. Ngon quá. Ở chỗ của Manu bán ngoài trước hẻm nha cô chú chị. Hẻm này cũng khá là rộng nha, đậu xe sát bên đường, sát dắp để bàn ngồi ăn. Này bán nước bên này. Nước ngọt, chanh dây, cam, cam dắt, trà đá, chiêu thêm ly trà đá nè. Rồi, Lê Phương ăn hết tô mì vịt tiềm này nha cô chú anh chị. Kết thúc video đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình theo dõi nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.